Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giê-xu nói với các ông: Phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó, Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, khi chúng ta gom nhặt lại những đoạn phúc âm nói về Thánh Phêrô, thì chúng ta sẽ bắt gặp mảnh đời tông đồ với dung mạo thăng trầm khác nhau mà cha Giuse Nguyễn Trọng Tước với bút danh là Nguyễn Tầm Thường trong tập sách Cô Đơn và Sự Tự Do đã cho rằng Thánh Phêrô chính là một vị tông đồ bị Chúa mắng nhiều nhất. 3 lần Chúa mắng Thánh Phêrô được ghi lại trong phúc âm. Lần thứ nhất, Chúa bảo Thánh Phêrô là kẻ hèn tin, đức tin yếu. Khi mà Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các tông đồ giữa đêm tối, và cũng chính là lúc mà Thánh Phêrô mạnh dạn xin Chúa: Nếu quả là Thầy, cho con đi trên mặt biển, đi trên mặt nước đến với Thầy. Và lúc mà gió mạnh hay sau đó để Thánh Phêrô dường như bị chìm, thì Thánh Phêrô đã la lên: Xin Thầy cứu con. Và Chúa cho rằng đó là lúc mà Thánh Phêrô đã yếu đức tin vào Thiên Chúa, vào Thầy của mình. Và lần thứ hai, Chúa mắng Thánh Phêrô là kẻ còn mù tối. Và lần thứ ba mà tin mừng chúng ta mới vừa nghe Thánh Mát-thêu thuật lại, khi Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ lên Jerusalem, thì Thánh Phêrô đã can ngăn Chúa lập tức. Chúa bảo: Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy. 3 lần bị mắng đáng nhớ trong đời Thánh Phêrô.
Và còn nữa, cha Nguyễn Tầm Thường đã cho rằng Thánh Phêrô chính là một người lỗi phạm. Đó chính là thảm họa cuộc đời trong đời Thánh Phêrô. Và Thánh Phêrô còn là một con người chối Chúa, nhưng may là Ngài đã trở lại sau lần lỗi phạm. Và cũng trong tập sách Cô đơn và sự tự do, cha Giuse Nguyễn Tâm Thường đã khẳng định rằng Thánh Phêrô chính là một con người của trưởng thành sau khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với Ngài với ba lần hỏi: con có yêu mến thầy không? Và Chúa Giêsu đã mời gọi Thánh Phêrô trở thành một con người của Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa, ở với Thiên Chúa và ra đi vì Thiên Chúa. Nhưng điều mà chúng ta cần phải nói ngày hôm nay, thưa ông bà anh chị em, đó là lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, giây phút lóe sáng trong cuộc đời của Thánh Phêrô mà chính Ngài đã tuyên xưng niềm tin: các con bảo thầy là ai? Thánh Phêrô ngay lập tức được soi sáng nội tâm, cho nên Ngài đã mạnh dạn không do dự tuyên xưng đức tin của mình: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Quả thực, lời tuyên xưng này đó là lời tuyên xưng đúng mức và lời tuyên xưng tới mức. Chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng vào Chúa Kitô thầy của mình, một người thợ mộc ngày xưa xuất thân từ Nazareth chẳng hạn, giờ đây là con Thiên Chúa hằng sống. Một lời tuyên xưng giữa thành phố Caesarea Philippi, là một thành phố của dân ngoại nằm ở miền Bắc Galilee. Lời tuyên xưng đó như là lời tuyên xưng đại diện không chỉ cho các tông đồ anh em của mình, mà còn tuyên xưng thay cho dân chúng, để sau này một dân tộc của đức tin được rộng mở trên toàn cõi thế giới cho đến ngày hôm nay và còn tồn tại mãi nữa, thưa ông bà anh chị em. Bởi vậy, khi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin thì cũng chính là lúc mà Chúa đã đặt để Chúa trao vương quyền cho Thánh Phêrô. Và ai cũng nhìn nhận rằng chính Chúa đã tin tưởng trao quyền tha tội, kể cả buộc tội cho người tông đồ trải qua những nét thăng trầm trong cuộc đời của mình. Có lúc lỗi phạm, nhưng cũng có lúc dạt dào tình yêu mến, một trái tim tròn đầy dành cho Thầy Chí Thánh, Giêsu là Thầy kính yêu của mình. Và cũng chính giây phút trao vương quyền của Chúa đó, trong chức năng tha tội hay là buộc tội, thì Thánh Phêrô được Chúa gìn giữ một cách tốt đẹp, để rồi một lần tuyên xưng có thể nói thay cho tất cả. Đức tin rất quan trọng, thưa ông bà anh chị em, nhất là trong những ngày này. Ngày hôm nay có thể nói chúng ta đang ôm lại niềm tin hôm qua của Thánh Phêrô để củng cố niềm tin hôm nay của tất cả chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe khi nãy, Môi-se hay những ngày vừa qua, Môi-se đã tin tưởng vào Thiên Chúa khi vâng lời Thiên Chúa dẫn dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, thì dân chúng phải ở trong sa mạc, thiếu thốn nhiều thứ, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu cái mặt, thiếu mọi sinh hoạt. Mà có thể nói ở Ai Cập họ được đầy đủ hơn, cho nên mới có sự than phiền. Và lúc mà dân chúng than phiền, đấy là giây phút thử thách đức tin theo như lời Chúa hứa đối với Môi-se. Vậy nếu Chúa Giêsu Kitô là Môi-se mới, thì Ngài phải mang lại sự sống, mang lại những gì cần thiết cho dân Do Thái, giống như họ đã được hưởng quyền lợi ngày xưa mà Chúa quan tâm, Chúa yêu thương họ. Thật vậy, ngày hôm nay với niềm tin của tất cả chúng ta,
trong khoảnh khắc cuộc sống mà hết sức đòi hỏi nhiều thứ. Giữa cơn dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối diện, bao nhiêu thử thách, đau khổ, nước mắt rơi, hay thông cảm với nỗi đau của anh chị em mình. Quả thực con người đang phải đối diện, nhưng đức tin nhắc nhớ cho tất cả chúng ta, Chúa vẫn còn đó. Chúa không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả những lòng khát khao và nguyện ước của tất cả chúng ta. Bởi vậy, chúng ta xin Chúa mang đến nguồn bình an, sức sống và niềm tin mãnh liệt hơn nữa, để hôm nay chúng ta chia sẻ niềm tin cũng là nhắc nhớ nhau sống đức tin mỗi ngày cho đến cùng, tin vào Chúa Giêsu Kitô như Thánh Phêrô đã tin và đã tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cũng tuyên xưng như vậy: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.